Hello, chúng tôi xin được chào đón tất cả quý vị trở lại với Kênh Việt Mỹ. Và trong chương trình này thì giáo sư bác sĩ Phạm Hiếu Liêm trở lại và trả lời rất là nhiều những câu hỏi cho quý vị. Trước tiên thì Rachel xin được gửi lời chào đến giáo sư bác sĩ Phạm Hiếu Liêm. Chào Rachel, kính chào quý khán giả. Dạ, trong những cái video trước thì Rachel cũng có thấy cái nón bên cạnh của bác sĩ Liêm rồi mà chưa có bao giờ hỏi bác sĩ Liêm đội cái nón nó xem nó đẹp trai không? Bác sĩ Liêm đội cái nón nó coi nó ra sao vừa không ạ? Đây, rồi cái nón đó là người ở Texas họ gọi là drugstore cowboy. Drugstore, ok, là tại vì cái nón nó mua ở drugstore hả? Không phải, tức là ở Texas mà người nào mà không phải là cowboy thứ thiệt mà làm việc ở ngoài đồng áng mà chăn bò lùa bò này kia đó mà ăn bận như cowboy để mà lòe người ta hay là để đi hát văn nghệ rồi này kia đó thì bị gọi là drugstore cowboy. Tức là cowboy ở trong tiệm thuốc tây. Cái này đây, để coi. Đây, cái này ở Texas. Texas. Yeah. Howdy. Howdy, Pilgrim. cái này mà cho bác sĩ Liêm cái đôi giày boot nữa là ok luôn. thêm cái cộng kề không hồi. Anh nói với giọng trầm kiểu John Wayne đó. Yeah. Howdy, Pilgrim. Howdy. Howdy, Pilgrim. Yeah. Con là gọi là Pilgrim. Người Mỹ hồi xưa họ gọi nhau là Pilgrim. Howdy, Pilgrim. Ok. Rồi có bao giờ bác sĩ Liêm là đội nón mà là Trump 2024 đi ra đường không? Đội ra đường ngang ngang gì, nhưng mà ở cái vùng tôi ở thì không có ai đội nón cowboy cả. Thành nó có. Họ tưởng tôi thằng điên. Tự nhiên có cái ông bảy mấy tuổi đi vòng vòng đổi cái nón cowboy đi. Thành ra không phải là drugstore cowboy nữa mà là dưỡng trí viện cowboy. That's funny. Mà cái tiểu bang hay là cái thành phố của bác sĩ Liêm là có ủng hộ bên Trump nhiều không hay là? Đúng rồi, ủng hộ rất nhiều. 60%. Oh, vậy good. Yeah. Vậy giống như là đi qua bên Texas là quý vị biết là đa số là ủng hộ màu đỏ nhiều, rồi còn Florida là ủng hộ màu đỏ nhiều. Còn thí dụ mà đi Cali ở đội nón này thì người ta nhìn nhiều hơn. Bây giờ Cali cũng bắt đầu thay đổi. Rachel không biết chứ Cali cho đến thời Tổng thống Reagan là đa số là Cộng hòa. Tổng thống Nixon, Tổng thống Reagan là đều là từ Cộng hòa. Trong cái thời đó, thống đốc cũng là Cộng hòa. Có ông thị trưởng San Diego tên là Pete Wilson. Ông là thống đốc California, đảng Cộng hòa. Ông rất là chống di dân lậu từ Mexico qua. Mà hồi đó, những người di dân lậu ở Mexico qua California là để làm đồng áng, trồng trọt ở trong cái vùng thung lũng. Hồi đó có một cái lãnh tụ là ông Cesar Chavez. Ông tranh đấu cho cái quyền của nông dân đi lậu vào California để mà giúp vào công việc canh nông. Thì ông Pete Wilson, ông là rất là chống cái đó. Thì khi mà Tổng thống Reagan, vì cái lòng nhân đạo của ông, nhưng mà cũng là vì áp lực kinh tế của những cái người chủ trại, chủ nông trại ở vùng Valley của California, mà họ biết ông Reagan rất tốt, rất nhiều. Tại vì hồi trước ông Reagan là thống đốc của California, thì họ lobby ông. Thì ông Reagan mới ân xá cho 8 triệu người gốc Mỹ di dân lậu ở California. Và khi đó ông Pete Wilson mà đảng Cộng hòa của ông đang chống, thành ra sau khi ông Reagan ân xá, từ đó cho đến nay đảng Cộng hòa bị thua ở California 40 năm rồi. Bây giờ tình thế đang bắt đầu xoay chuyển và cái khu Silicon Valley và San Francisco, California, những cái người giàu có, những người nắm quyền, họ đang bắt đầu chuyển hướng. Hy vọng là trong tương lai California sẽ là lưỡng đảng, như vậy là tốt hơn là độc đảng. Dạ, tại vì quý vị biết là những người giàu á, mà họ thấy những cái đi xuống ở thành phố của người ta mà người ta không chấp nhận thì người ta cũng sẽ không im tiếng đâu. Đến lúc nào đó thì người ta cũng muốn tạo nên cái sự thay đổi là hiện tại. Nhưng mà nghĩa là khi nào mà tới quá đáng rồi thì họ thay đổi. Tại vì cái ông Pete Wilson đó, ông cũng quá đáng. Là tại vì những người mà di dân lậu từ Mexico qua đó là đang giúp cho kinh tế của California, nhưng mà ông lại muốn bài trừ họ,
thành ra những cái người mà thuê họ, mấy ông chủ đồn điền, chủ trồng trọt ở California, cái kỹ nghệ đó ở California rất lớn, thành ra làm ông tổng thống Reagan cho ân xá. Từ 40 năm qua đảng Cộng hòa không có thắng được ở California, nhưng mà tình thế đang thay đổi. Dạ, dạ rồi. Quý cô chú anh chị nào mà ở Cali thì quý vị để lại bình luận dưới đây nha. Là bây giờ quý vị cảm thấy là cái tinh thần bầu cử và cũng như là tinh thần Cộng hòa nó có lên nhiều hơn so với hồi đó hay không? Thì quý vị để lại dưới bình luận ở dưới đây. Cái bà đương kim thị trưởng của thành phố Huntington Beach là một bà gốc Xì, mà bà là MAGA. Yeah. May America Great Again. Tình thế thay đổi. Cái đó rất là good luôn. Nhưng mà những người không biết thì cứ tưởng là California luôn luôn là độc đảng dân chủ, cái đó không có đúng. Chỉ có từ 40 năm qua thôi. Mà cái lý do là khi ông Pete Wilson với ông Reagan làm hai việc khác nhau, khi đó đang có phong trào rất là được ủng hộ để mà giúp cái người di dân qua làm công tác canh nông ở California. Lãnh tụ của phong trào đó là ông Cesar Chavez. Ai mà muốn biết về lịch sử cứ Google Cesar Chavez, Pete Wilson và phong trào Migrant Farm Laborers, lúc đó thì sẽ biết. Tại vì nó tạo thành một cái làn sóng luôn hả? Cho nên là bây giờ chỉ cần tìm hiểu lại là mình thấy thôi. Nhưng mà bây giờ thì cái tình thế nó đang, đến khi nó cùng cực rồi thì nó quá đáng ở San Francisco, thì bây giờ nó đang thay đổi. Dạ rồi, hay quá. Cảm ơn bác sĩ Liêm. Rồi bây giờ thì chúng tôi đi vào những cái câu hỏi của quý vị nha. Câu hỏi đầu tiên của người tên là Thắng hay Thăng Hoàng. Xin hỏi bác sĩ, đường bị cháy thì độc, vậy nước màu để mà kho cá dùng đường để mà chế biến ra, vậy thì có độc hay không? Độc, rất độc. Tôi có viết một cái bài về người Việt Nam cần phải thay đổi cách nấu ăn để cho bớt độc. Nhưng mà không may là lúc đó, cách đây khoảng mười mấy năm, khi đó tôi chưa về hưu. Tôi chỉ biết viết bằng tiếng Anh, tôi viết bằng tiếng Việt không được. Về sau khi tôi về hưu rồi tôi phải tập, mà có ông bác sĩ Lê Văn Thu với hai người dược sĩ, ông dược sĩ Nguyễn Hiền với bà dược sĩ Minh Ánh dạy tôi, rồi tôi mới viết được lại bằng tiếng Việt. Thành ra cái bài đó tôi viết bằng tiếng Anh. Quý vị nào muốn biết hay là Rachel muốn biết thì tôi sẽ tìm cái bài đó tôi gửi cho Rachel. Cái nước màu thắng kho cá cũng là nước đường trái, caramel thì nó độc. Ăn uống mà không để ý thì nó độc lắm. Khi kho mà bỏ vào tí thơm hay gì, trái khóm hay là tí khế hay là tí me hay là tí giấm để cho nó chua thì nó bớt độc. Phải để ý cái đó. Kho rim là còn độc hơn là kho thường nữa. Kho càng rặt càng rim thì càng độc. Hồi đó tôi thử trên những con chuột, chất mà nó có lẽ sẽ làm giải độc đó là cái chất gọi là aminoganidin. Nhưng mà không may cái chất aminoganidin nó gây ra những cái phản ứng gọi là lactic acidosis. Nhưng mà về sau cái thuốc metformin dùng chữa tiểu đường loại 2 thì nó là biganide, tức là nó có hai cái ganidin ở trên đó, mà nó lại ít bị lactic acidosis. Chỉ có khi nào mà bị suy thận nặng thì khi đó mà dùng metformin thì mới bị lactic acidosis. Nếu mà không bị suy thận nặng thì metformin nó chặn đứng những cái chất độc mà từ đường trái. Thành ra cái đường trái đó nó gọi là Advanced Glycated End Products, tức là AGE, AGE. Thì khi mà nó kết vào cái receptor của cái AGE, tức là RAGE, thì nó gây ra phản ứng viêm và kháng insulin. Thành ra metformin nó chặn cái đó. Nó không có làm hạ đường nhiều, nhưng mà nó lại giải độc rất nhiều. Thành ra những người mà uống metformin thì sống lâu hơn, ít bị biến chứng hơn, là vì vậy. Dạ, bác sĩ Liêm, vậy là trong cái bài viết của bác sĩ Liêm về người Việt cần thay đổi nấu ăn thì trong đó có viết những cái gì mà bác sĩ Liêm vừa mới chia sẻ đúng không? Có, nhưng mà bằng tiếng Anh. Dạ. Lúc đó muốn thì tôi sẽ gửi qua về chỗ bằng tiếng Anh. Dạ. Lúc đó tôi chưa biết tiếng Việt được. Dạ, không sao. Vậy nếu vậy thì bác sĩ Liêm gửi qua cho Rachel đi, rồi nhiều khi mình đọc, okay, mình thấy những cái ý chính làm thành một cái video, okay, là nói về có, Việt Nam thay đổi. Có hình ở trong đó nữa. Dạ. Sẽ rõ hơn. Nhưng mà dạ, khi kho thì nên bỏ thêm chất chua vào. Dạ.
Dạ rồi, tại Việt Nam của mình ăn cái gì cũng, thí dụ ăn đồ kho nhiều, ăn mà kho mà không có màu, nó vàng vàng, nâu nâu thì nó lại không có đẹp, không có bắt mắt. Cho nên là kho gì cũng đậm, mà rồi có thêm cái là kho quẹt nữa. với lại ngon hơn nữa. Cái ngon đó là cái đó là cái con quỷ nó dụ dỗ mình. Nhưng mà nhiều khi mình hiểu được cái vấn đề là nó nguy hiểm đến cỡ nào thì lại thay đổi, cho nên là để có gì Đúng rồi, làm thêm video về vấn đề đó. đúng rồi, đúng rồi. Khoa học gia này bây giờ họ họ đo cái chất A trên tất cả các loại thực phẩm. Không biết là thực phẩm Việt Nam đã có chưa. Ở Mỹ mà mình muốn ăn cái gì mà mình muốn biết có bao nhiêu A ở trong á, là mình cái Google là nó sẽ có cái bảng. Dạ rồi, hay quá. Cảm ơn bác sĩ Liêm. À, câu hỏi kế tiếp của người tên là User TEL. Kính chào bác sĩ và cô MC. Xin cho tôi hỏi là con gái của tôi năm nay 38 tuổi, mới đi khám và phát hiện có bướu tuyến giáp, nhưng ở Mỹ này cho đi sinh thiết cũng rất là lâu. Bác sĩ siêu âm có nói là cục bướu này cũng hơi to. Vậy bác sĩ cho tôi hỏi là con của tôi có cần phải đi mổ gấp không? Hoặc là không mổ thì có bị làm sao không? Hiện tình trạng sức khỏe, hơi thở cũng thấy mệt. Xin bác sĩ cho tôi lời tư vấn, con tôi phải làm sao ? Cảm ơn chương trình. Nếu cái bướu nó lớn lỡ thì nên nên đi mổ. Hơi thở cũng thấy mệt thì tức là ta bắt đầu cái bướu nó đè vào trong cái ống thở rồi, nên đi mổ. Rồi. Rồi, cảm ơn bác sĩ Liêm. Câu hỏi kế tiếp của người tên là Nga Bùi. Xin chào giáo sư và cô Rachel quý. Em năm nay 61 tuổi, đi khám bác sĩ bảo bị tuyến giáp và cho uống calcitriol BP 0.25 microgram, 2 ngày uống một viên, uống trong 6 tháng. Như vậy em có được uống thêm calci cộng D3 không ? Xin giáo sư tư vấn giúp em, cảm ơn. Cái đó không phải tuyến giáp mà bà nói lộn, tuyến đó là tuyến phó giáp, tức là parathyroid mà bà tưởng là tuyến giáp, rồi tức là bà thiếu calcium vì bà bị suy cái tuyến parathyroid, thành ra cái calcium trong máu của bà thấp, thành ra bà phải uống cái calcitriol đó và D3, vậy là tốt. Nhưng mà cái câu hỏi này bà lộn, thành năm bà làm mình lộn, bà bị cái tuyến gọi là tuyến parathyroid, có thể dịch là phó giáp, là cái nó tuyến ra cái hormone để điều khiển cái calcium mà có lẽ bị thấp, thành ra mới uống cái calcitriol nó, vậy bây giờ uống thêm D với cái calci là tốt, không có sao hết. Vậy sẵn vậy bác sĩ Liêm chia sẻ thêm là cái tuyến giáp với tuyến phó giáp nó khác nhau cái gì? Thì tuyến giáp là về thyroxine, là làm cho cái tế bào nó hoạt động hay là mạnh hay là hoạt động ít, thì ta dùng cái hormone là thyroxine. Thì nếu mà không có thì trong người thấy lạnh và da khô dài rồi này kia, bị suy giáp. Nhưng mà phó giáp là nó ở kế bên cái tuyến giáp, nhưng mà nó lại tiết ra cái hormone để điều khiển xương, điều khiển calcium ở trong xương, đi vô đi ra trong xương. Thật ra nếu không có thì thường thường calcium nó xuống thấp. Dạ rồi, cảm ơn bác sĩ Liêm. Câu hỏi kế tiếp của người tên là Con Vịt Trời. Chào bác sĩ và cô Rachel, tôi 75 tuổi, có ba cao và mất đạm đúng không? Không biết được luôn. Rồi, uống Telmisartan 80 đến 12.5 mg, tước uống Atorvastatin 40 mg, sau đổi thành Rosuvastatin, uống thuốc Metformin 1000 mg vài tháng. 6.4 sau sau đổi glipizide vì bác sĩ nói yếu thận và mất đạm albumin 286 protein 505. Xin bác sĩ cho ý kiến tại sao bác sĩ đổi metformin sang glipizide. Cảm ơn bác sĩ, có cần đi gặp bác sĩ thận không? Tại vì bà bị suy thận thì bác sĩ sợ rằng bà uống metformin sẽ bị ketoacidosis, cái đó rất nguy hiểm, nên ông đổi ra glipizide. Glipizide thì có thể làm giảm đường nhưng mà thật ra về lâu về dài không tốt bằng metformin. Tuy nhiên nếu mà bà bị suy thận như vậy thì bà nên đi gặp bác sĩ thận, rồi bác sĩ thận có thể quyết định là bà có thể uống metformin được hay không. Nhưng mà bây giờ thì nên nghe lời bác sĩ của bà. Dạ rồi, cảm ơn Sim. Câu hỏi kế tiếp của người tên là Lê Tuấn.
Ở Việt Nam, đa số nhà nào cũng dùng máy lọc nước vì nguồn nước máy rất là bẩn và phổ biến là máy lọc nước OO. Lọc ra nước tinh khiết, mất hết cả khoáng chất. Máy có lỗi bù khoáng nhưng nhiều ý kiến nói rằng là khoáng này là khoáng nhân tạo, không tốt như là khoáng tự nhiên. Và để tiết kiệm, nhiều người bỏ luôn không dùng lõi bù khoáng, nói rằng là khoáng chủ yếu đến từ thức ăn chứ nước uống là không nhiều. Cũng có ý kiến nói rằng uống nước tinh khiết không khoáng chất sẽ làm cho khoáng trong cơ thể bị mất thêm qua đường tiểu. Xin hỏi bác sĩ các ý kiến trên thì có đúng hay không? Cảm ơn bác sĩ và cô Rachel. Theo thống kê thì và dữ liệu, uống nước không có khoáng như calcium, magnesium thì bị stroke nhiều hơn. Thành ra nếu mà máy lọc nước thêm tí khoáng vào đó cho nó đúng thì mình nên theo cái đó, chứ đừng có uống nước mà không có tí khoáng nào hết là thật ra là không tốt. Còn thí dụ mà mấy cái nơi mà người ta uống nước giếng thì sao bác sĩ? Nước giếng có khoáng, nước giếng, nước suối có khoáng, nước từ sông vào cũng có khoáng, nước máy cũng có khoáng. Chỉ là khi nào nước mà nước cất hay là nước lọc kỹ quá thì không có khoáng. Một vài vùng vì cái địa địa dư họ không có khoáng nhiều ở trong nước, thì chính là những cái vùng đó là cái kho dữ liệu cho thấy là cái người cư dân ở đó bị đột quỵ nhiều hơn. Vậy đa số là nước mà thiên nhiên á, là có khoáng. Thường Đúng là rồi. như vậy, chỉ có ngoài trường mình lọc quá thì lại mất đi cái khoáng, mà mất khoáng thì lại không tốt. Cho nên nếu mà lọc thì phải bổ sung thêm khoáng nào. Đúng rồi, nhất là magnesium và calcium, nhưng mà có những cái khoáng khác nữa. Nên nhớ rằng mình là nối dõi của những gì tổ tiên ông bà mình để lại cho mình. Thì tổ tiên ông bà mình cả trăm ngàn, cả triệu năm, mấy trăm ngàn năm là uống nước từ suối, từ giếng, chứ đâu có nước máy và đâu có nước lọc. Khi mà mình bắt đầu có cách mạng kỹ nghệ là mới chỉ có khoảng 200 năm, mà đó là trong cái những nước kỹ nghệ. Việt Nam là chỉ từ khi Tây qua thì mới bắt đầu có nhà máy nước. 100 năm là cùng cơ thể mình cũng chưa thích ứng với cái môi trường, thành ra mình phải uống nước gần với thiên nhiên là càng tốt. Thành ra nước suối là tốt nhất. Khi nước suối mà để khử trùng, vi trùng và ký sinh trùng ra rồi thì nước suối thường thường là rất tốt. Thành ra những cái chai nước bán họ nói là từ suối, spring water, là vậy. Nên khi mà mình lọc kỹ quá rồi không còn cái gì hết, chỉ có nước tinh khiết thôi, hay là nước cất, thật ra là không có tốt cho sức khỏe. Dạ rồi. Với lại đợt trước thì chủ nhớ là có hỏi bác sĩ Liêm về là nếu mà nước mà mình nấu lên đó thì có bị mất khoáng không đó. Thì bác sĩ Không mất Liêm khoáng. dạ rồi, cho nên là thí dụ như là chỗ nào mà nước không sạch thì dùng cái nồi nấu nước lên uống thì cũng cũng tốt hả? Tốt. Dạ rồi, cảm ơn bác sĩ Liêm. Thật ra lấy câu hỏi của vị tên là Lê Tuấn này rất hay nha. Tại vì liên quan đến nước thì mình cũng nghĩ rằng khắp mọi nơi ai cũng phải uống nước hết, cho nên mình hiểu về nước nhiều thì cũng hay nè. Vì khán giả này hiểu biết, nhiều người không hiểu biết cứ tưởng là lọc ra hết là tốt. Kỹ quá Tiếng là không tốt. Mỹ nó có một cái hay là clever by half là vậy đó, tưởng là khôn mà thấy ra không không có khôn. Dạ rồi. Hỏi kế tiếp của người tên là Kim Su. Thưa bác sĩ và cô Rachel, tôi 62 tuổi, đã từng bị nhiều calcium trong thận, làm sạn thận rồi cũng bị sạn túi mật vừa mổ xong. Vậy có nguy hiểm vì có thể sẽ bị sạn thận nữa và HPV. Tôi làm Pap hàng năm, bây giờ bác sĩ nói là phải làm Pap mỗi 2 năm vì thấy bình thường nên không làm Pap hàng năm nữa. Như vậy thì nhờ lời khuyên của bác sĩ. Cái thứ nhất là sau 62 tuổi thì có thể làm mỗi 2 năm, cái đó là đúng. Nhưng mà sạn thận với sạn túi mật là hai thứ khác nhau. Thường thường sạn thận là calcium, còn sạn túi mật là cholesterol. Sạn túi mật mổ xong thì cũng như vậy thôi, không có gì là nguy hiểm. Còn sạn thận muốn tránh bị trở lại thì nên dùng sinh tố K2. Uống nhiều nước và dùng sinh tố K2. Cái việc mà làm Pap smear mà xong sau 62 tuổi, bác sĩ Liêm nói là mỗi 2 năm á, thì cái câu hỏi của Rachel là tại sao? Tại vì người ta kêu là phụ nữ tới 25 hay 30 gì bắt đầu phải nên làm mỗi năm, tại sao 62 họ lại giảm lại? Tại vì làm tình ít hơn rồi, mà thường là sau khi 62 là không có nhiều partner, khả năng về bệnh tình Bệnh dục truyền nhiễm. nó bớt đi.
Nhưng mà bây giờ có một vài chung cư ở Florida mà của người già lại bị nhiều, nhiều bệnh hoa liễu. Đàn ông thì ít mà đàn bà thì nhiều. Thì ở ở trong đó ở chung rồi gặp nhau hàng ngày Trong rồi. mà hồi trước thì mấy ổng không lên được, nhưng mà bây giờ nhờ thuốc như Viagra rồi này kia mấy ổng lên được. Thành ra mấy ổng bây giờ là của quý, của hiếm, tại vì đa số là đàn ông chết sớm hơn đàn bà. Thành ra mấy bà nhất là ông nào mà còn lái xe được là đắt khách lắm. Đúng là tại mấy bà đã tuổi đó hết lái được. Hay là Đúng rồi. có mấy ông chở đi thấy cũng vui. Rồi có nhiều ông này cũng không lái được nữa, mà những ông không lái được nữa thì là ế, còn những ông mà còn lái xe được thì lại đắt khách hơn. Nhưng mà bây giờ họ họ đặt máy bán condom ở trong những cái chung cư đó vì lý do đó. Thú vị. Bởi vậy nhiều nhiều khi vào nursing home cũng không phải là chuyện xấu, do nó cũng happy happy Không phải là nursing home mà gọi là retirement community. time. A retirement Ở community. Còn nếu ở nursing chung home là cư. già và bệnh quá rồi, còn Đúng rồi, ở nursing chung cư rồi. Qua vậy mà không phải vậy. retirement là. Dạ rồi. Câu hỏi kế tiếp của người tên là Trần. Xin chào bác sĩ và cô Rachel, tôi năm nay 66 tuổi và có theo dõi không bỏ sót một chương trình nào. Và hôm nay thấy bác sĩ có giải đáp câu hỏi của một vị khán giả về một người bị nấm miệng. Và tôi thấy cũng bị như vị khán giả đó, và bác sĩ gia đình đã cho tôi súc miệng với Nystatin trong 2 năm nhưng không có thuyên giảm. Khi coi chương trình này thấy bác sĩ nói là uống B2 và B12 và ăn yogurt mỗi ngày, và tôi cũng đã thực hiện nhưng không thấy thuyên giảm vì trong lưỡi của tôi bị trắng và có những mụn đỏ ở gần cuống họng và trên mặt lưỡi. Vậy xin bác sĩ có cách nào để trị cho lành không? Cảm ơn bác sĩ và Rachel rất là nhiều. Phải đi đi bác sĩ chuyên về maxillofacial, tức là chuyên về về hàm miệng đó, để họ coi là có gì khác nữa không. Có thể họ phải làm sinh thiết. Cái này có thể bị một cái gọi là leukoplakia, mà nếu mà không có săn sóc thì về sau nó có thể trở thành ung thư. Người này là bị nặng hơn cho nên là phải đi Nếu khám. như người bị cái mà trắng mà có mụn đỏ rồi phải nên làm sinh thiết để cho biết. Tức là bác sĩ. Rồi, cảm ơn bác sĩ Liêm. Câu hỏi kế tiếp của người tên là Châu Nguyễn. Thưa bác sĩ, tôi có người em họ là nam 55 tuổi bị bệnh loãng máu và trong máu có bọt. Xin hỏi bác sĩ là tại sao máu lại có bọt? Cảm ơn bác sĩ Liêm và cô Rachel. Máu mà có bọt thì cái bọt có hai loại bọt. Nếu mà bọt CO2 tức là carbon dioxide thì không có nguy hiểm. Nhưng mà nếu mà bọt nitrogen thì nguy hiểm, và nó có thể là làm đột quỵ, nhất là đột quỵ não. Thành ra không nên có bọt ở trong máu. Khi nào mình truyền IV rồi hay là mình chích IV mình chắc chắn phải không có bọt mình mới dám truyền. Nhưng nếu có bọt thì nguy hiểm. Bọt không khí nó không phải là chỉ là carbon dioxide hay là oxygen mà nó còn có nitrogen nữa. Tại nitrogen nguy hiểm lắm. Hồi xưa khi tôi còn đi học ở San Antonio, học về y khoa hàng không và không gian, không quân Mỹ nó có cái buồng làm cái hyperbaric oxygen đó, thì lâu lâu có những người ở ngoài biển mà họ lặn mà họ đi lên lẹ quá là họ bị stroke vì cái bọt nitrogen, bọt vũ khí nitrogen, thì chở cấp tốc về đó bằng máy bay trực thăng và bỏ vào trong cái phòng hyperbaric oxygen thì sẽ khỏi, hoàn toàn khỏi. Thành ra cái không nên có bọt trong máu. Nếu mà bọt carbon dioxide thì không có nguy hiểm, tại vì nó sẽ thấm vào trong cái tế bào các mô rồi nó không có gây hại gì cả, tan được. Oxygen cũng vậy, nhưng mà nitrogen nếu mà bị bọt khí nitrogen thì cái đó nguy hiểm. Dạ rồi. Mà cái việc mà có bọt trong máu và nó không có thường xảy ra, cái đó là hiếm bị đúng không ạ? Hiếm mà tôi không hiểu là nói bệnh loãng máu. Loãng máu là cái gì? Thiếu máu thì anemia là thiếu máu, còn loãng máu là gì tôi không biết. Nhưng mà có bọt, bọt đó từ đâu ra, tại sao? Theo tôi nghĩ là có, nếu mà chưa bị đột quỵ là có lẽ là vì bọt là carbon dioxide.
Dạ. Dạ rồi, cảm ơn bác sĩ Liêm. Câu hỏi kế tiếp của người tên là Lực Thiên. Cảm ơn bác sĩ Liêm và cô Rachel. Thưa bác sĩ có đề cập đến là dùng COQ10 để phục hồi bắp thịt bị hư. Vậy xin bác sĩ cho biết nếu dùng thực phẩm chức năng CoQ10 và whey milk hàng ngày cho người 90 tuổi có giúp cho bắp thịt của họ tốt hơn hay không? Lần nữa xin thành kính cảm ơn bác sĩ Liêm và cô Rachel rất nhiều. Dùng whey protein hàng ngày thì giúp bắp thịt cho người 90 tuổi rất là nhiều, rất là tốt. Còn CoQ10 chỉ có cần cho người bị bắp thịt hư do dùng statin. Nếu mà dùng một thuốc statin mà bắp thịt bị hư thì phải dùng CoQ10. Còn CoQ10 mà dùng cho người bình thường thì cũng không xấu, mà cũng có thể là không có giúp ích gì. Nhưng mà whey protein thì rất là quan trọng. Nếu mà người trên 90 tuổi mà dùng whey protein thì bắp thịt sẽ tốt hơn. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn bác sĩ Liêm. Rồi, cảm ơn bác sĩ Phạm Hiếu Liêm rất nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị. Chúng tôi vẫn còn một số những cái câu hỏi cho quý vị nha. Cho nên là nếu mà quý vị chưa thấy cái câu hỏi của mình trả lời thì có thể là những cái video sắp tới. Rồi những cái câu hỏi nào mà quý vị vẫn còn nữa thì cứ để lại bình luận dưới đây. Chúc tất cả quý vị một ngày vui vẻ và bình an. Xin hẹn gặp lại trong những video sau. Bye bye nào. Bye bye.